Sau lần chạm trán với Thiên Di và anh chàng Ricky giàu có, Kim là mờ nhận ra được tình cảm của Nam Phong dành cho Thiên Di. Tuy nhiên vẫn cố gắng phủ nhận rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi. Trái ngược với Kim, Nếp ngày càng chắc chắn về tình cảm của mình dành cho Anna. Bỏ tiền bạc công sức ra để cho mày đi ăn học. Bây giờ mày gạt mẹ đến mức độ này à? Hả? Hóa ra chuyện mẹ Lizzy biết Lizzy học trường nghệ thuật là do mấy bà hả? Do bọn tao đấy. Thì sao? Mày làm gì tao? Con thật sự rất thích âm nhạc. Cho dù mẹ có bắt con về nhà thì con cũng sẽ bỏ trốn. Cái gì? Nhanh mấy bà, trễ giờ học rồi đó. Lizzy, nhanh lên. Ơi, tôi ra liền. Cái đồng hồ chết tiệt này. Tự nhiên hứa làm tụi mình dậy trễ. Đi đi, đi đi. Mẹ. Mẹ nghe con giải thích đã. Không phải như mẹ nhìn thấy đâu. Bộ quần áo này con chỉ mượn của bạn để thi văn nghệ ở trường thôi à. Thế còn cái này là cái gì đây? Tiếp tục dối gạt mẹ đi. Bỏ tiền bạc công sức ra để cho mày đi ăn học. Bây giờ mày gạt mẹ đến mức độ này à? Hả? Không học hành gì nữa. Đi về, theo mẹ đi về. Mẹ nghe con đi nói. Đi vào đó. Dọn đồ, nhanh lên. Không dọn hả? Thôi bà tôi dọn liền. Gì? Sao đây? Thế bà giờ sao? Đi về, theo mẹ đi về ngay. Mẹ, cô, từ từ cô nghe tụi con nói đi. Dạ cô, có gì từ từ nói cô. Từ hôm nọ đến nay á, các con á hùa vào để gạt cô. Cô còn chưa tính chuyện. Bây giờ á, chuyện này là chuyện riêng của nhà cô. Các con đừng có xen vào. Đi về, theo mẹ đi về. Mẹ, cô. Nghe tụi con giải thích đã. Lý Duy. Sao? Không phải là ngay lúc đầu á, mày tán con Kim á vì mục đích là chơi cho vui, tán xong rồi bỏ rồi cho bỏ ghét thôi mà. Rồi bây giờ động lòng muốn bảo vệ chị em nữa hả? Nói gì đi chứ? Đúng tim đen rồi. Trong trường mà anh làm cái gì vậy? Chuyện không có liên quan đến mày. Biến. Muốn liên quan đó thì sao? Rành con, chắc tao cho mày một giọng, mày mới chịu câm cái họng của mày lại. Không lẽ mình thích Kim thiệt sao ta? Hay là mình gọi cho Lizzy đi, xem tình hình thế nào. Chứ tôi lo quá à. Tôi thấy là không nên gọi. Nhà Lizzy đang xào xáo có chuyện như vậy, gọi cũng không có tiện đâu. Mà thật ra mình cũng có lỗi khi đã nói dối mẹ Lizzy. Bây giờ mà cô biết mình gọi có khi còn giận thêm á. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi vừa thấy thương Lizzy mà vừa thấy có lỗi với cô nữa. Tính ra tụi mình cũng sai khi nói dối người lớn. Thôi thôi, dù gì chuyện cũng xảy ra rồi, có nói gì nữa còn không cứu vãn được. Bây giờ mình phải suy nghĩ cách làm sao cho gia đình Lizzy hết giận mới đúng. Mà bà Lizzy bị kéo đi mất rồi, không biết bà ở đâu thì tụi mình làm được cái gì chứ.
Không biết có chuyện gì mà hôm nay không khí lớp mình trông lành ghê vậy ta? Chắc là bớt đi một đứa nhiễm phèn gây ô nhiễm môi trường ấm mà. Mấy bà nói gì đó? Bọn tao nói tiếng chuẩn. Chứ con nói tiếng vùng miền đặc sệt như chúng mày đâu mà không nghe ra. Khoan đã. Sao mấy bà biết hôm nay bên đây thiếu một người? Tất nhiên là biết rồi. Không chỉ vậy, tao còn biết con Lizzy bị mẹ lên tận chỗ ở lôi cổ về. Lần này về nhà bị nhốt rồi. Đừng có mơ mà đi học được. À, tôi hiểu rồi. Hóa ra chuyện mẹ Lizzy biết Lizzy học trường nghệ thuật là do mấy bà hả? Do bọn tao đấy. Thì sao? Mày làm gì tao? Được đó. Hôm nay á mà thầy giám thị có tới á, tôi cũng phải đánh cho bọn mày một trận. Wow. Có ngon thì đánh đi. Để xem tụi mày còn có thể học được ở cái trường này nữa không. Gì mà ồn ào vậy? Mới sáng sớm đã có người thích tạo drama rồi hay gì? Gì? Sao mày đi học được? Sao? Tôi thi đậu trường, đăng ký học phí đàng hoàng thì tại sao không thể đi học lại được? Bộ mấy bà cứ nghĩ dùng ba cái kế bẩn đấy có thể tiêu diệt được Lizzy này sao? Còn khuya, nhóm sắc màu tụi này không dễ chơi như vậy đâu. Mấy đứa tiểu nhân thích dùng kế bẩn à? Lizzy, sao bà đi học được vậy? Ra chỗ khác, tôi kể cho mày nghe. Có ở đây, tai vách mạch rừng. Rồi coi chừng bị nghe trộm. Rồi lại nghĩ kế chơi bẩn tiếp tụi mình nữa đó. Đi. Sáng thấy mẹ bà giận lắm mà. Sao bà đi học lại được vậy? Mẹ tôi không có cho tôi đi học lại. Ủa, vậy sao bà về trường được? Tôi lẻn trốn đi đó. Hả? Vì tôi biết chắc là mẹ tôi sẽ không đồng ý cho tôi học trường nghệ thuật. Nên là một khi đã bắt về nhà rồi thì không còn đường trốn nữa đâu. Con nói trước đã. Nói cái gì? Suốt ngần ấy thời gian chị đã lừa dối tôi, bây giờ còn bịa thêm ra cái gì nữa đây? Con biết là mẹ cảm thấy thất vọng về con. Con cũng cảm thấy có lỗi vì đã nói dối mẹ trong thời gian qua. Nhưng mà... Nếu mà thấy có lỗi thì mau theo tôi về học rồi sang năm thi kinh tế lại. Không, con không thi trường kinh tế nữa đâu mẹ. Tại sao mà cứ cãi lời tôi hoài vậy? Con cảm thấy có lỗi vì đã nói dối mẹ, nhưng con không bao giờ hối hận vì đã thi vào trường La La. Đó là ngôi trường ước mơ của con. Sướng ca vô loài, có hay ho cái gì đâu. Mẹ, trước giờ con luôn nghe theo lời của mẹ, nhưng chỉ hôm nay thôi, một lần duy nhất này thôi, mẹ cho con nghe theo trái tim của mình nhá. Cái gì? Chị nói cái gì? Bây giờ chị muốn đi phải không? Chị đi đi. Nhưng mà tôi nói cho chị biết, kể từ hôm nay chị đừng bao giờ gọi tôi bằng mẹ nữa. Tôi không có cái đứa con không biết nghe lời mẹ như chị. Tôi nói cho chị biết, bắt đầu từ hôm nay, từ tiền học đến tiền ăn, chị sẽ không nhận được một đồng nào nữa. Con xin lỗi mẹ, đây là ước mơ của con, con sẽ không bao giờ từ bỏ đâu ạ. Mà mẹ của bà đã nói như vậy rồi mà bà còn bỏ đi thì có sao không? Không sao đâu. Chỉ cần sau này tôi thành công là được. Tôi sẽ đem những thành công đấy về chứng minh cho mẹ tôi biết rằng sự lựa chọn hiện tại của tôi là đúng. Bà thiệt là mạnh mẽ. Tôi rất là ngưỡng mộ bà luôn á. Tôi cũng vậy á.
Tôi ngưỡng mộ bà lắm luôn. Ủa, Đông Đông, bà làm cái gì vậy? À, tôi cầu nguyện á. Cầu cho cái gì? Sao tự nhiên ngồi đây cầu nguyện? Cầu nguyện thì ở đâu mà không cầu nguyện được chứ. Quan trọng là ở lòng thành của mình thôi. Nhưng mà giờ thì tôi cầu nguyện cho công việc của mọi người sẽ luôn thuận lợi và suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại gì, và có thể nhanh chóng lấy lại được kênh YouTube. Từ hồi mất kênh, bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra nữa, tôi cảm thấy bất an và buồn lắm. Cho nên là ngày nào cũng cầu nguyện cho mọi người. Bà tốt bụng quá Đông ơi. Mấy bà cũng tốt với tôi mà. Mọi người ơi, sao vậy? Mình lại lại được kênh YouTube rồi. Thiệt hả? Thiệt không? Xem nào. Thế vậy? Là thiệt nè. Ủa? Nhưng mà tại sao lại lấy lại được? Không phải mất rồi là mất luôn hả? Chắc là do lòng thành của bà Đông cảm động ông trời luôn á. Ghê đi, tại sao lại lại được không quan trọng. Quan trọng là lại lại được rồi. Trời ơi, mừng quá mấy bà ơi. Ê, xin lỗi. Là Lam nữa. Làm gì mà cô cứ đâm đâm vậy? Chứ có gì vui mà phải cười với anh. Thì không phải là đã lấy lại được kênh YouTube rồi sao? Sao anh biết? Thì tôi đó, tôi chính là người đã... Thì đó chính là anh. Ừ, tôi đó, ai trồng hoa đất này nữa. Là anh đã lấy kênh YouTube của bọn tôi đúng không? Hả? Gì? Tôi lấy kênh YouTube của mọi người để làm gì? Đừng có chối. Chứ làm sao anh biết tụi tôi lấy lại được kênh YouTube? Thì tôi chính là người đã lấy lại kênh YouTube giùm mọi người đó. Hiểu không? Đừng có cãi nữa. Anh mà biết giúp ai? Thì tôi đang giúp mấy người nè. Tôi còn tưởng anh chỉ cà chớn thôi. Không ngờ là anh còn xấu xa đến mức làm ra những việc này. Đúng là không tin được. Mà nè, tôi cảnh cáo anh lần này. Lần này là do anh biết điều, trả lại kênh YouTube, nên tôi không truy cứu nữa. Nhưng nếu còn lần sau thì đừng có trách. Ê nè, tránh ra đi. Ê, cái con nhỏ này thiệt tình. Đã cất công lấy lại kênh YouTube giùm rồi, không một tiếng cảm ơn thì thôi, chửi oan người ta nữa. Thiệt tình, kỳ cục ghê. Tức thiệt á. Con Lizzy không bị ba mẹ nó kéo về. Đã vậy cái kênh YouTube hack rồi cũng bị tụi nó lấy lại. Không phải để yên cho tụi nó như vậy được. Mà sao tụi nó lấy lại được kênh YouTube nhờ? Hacker tôi tìm là loại hàng xịn. Đã nói á, hack rồi là sẽ không lấy lại được mà. Bà hỏi tôi, giờ tôi biết hỏi ai bây giờ? Giờ nói mấy chuyện này có tác dụng gì? Nghĩ cách gì mà làm cho chúng nó bớt hoang hoang đi kìa. Cách gì giờ? Cách gì thì cũng phải nghĩ. Chứ đâu ra có sẵn như bà. Thì tại không nghĩ ra mới hỏi chứ bộ. Thôi khỏi nghĩ đi, chờ mấy bà nghĩ xong, chúng nó tốt nghiệp ra trường hết rồi. Vậy là bà có cách rồi hả? Cách gì ạ? Chờ người đến bên say đất nước nghĩ không suy nghĩ. Thấy công biết kỳ đó làm sao? Dễ thương nè, lại còn hòa đồng, thân thiện, đẹp trai nữa chứ. Ai cũng có giới hạn hết. Quan trọng Kim là giới hạn cuối cùng của tao.